Chào các bạn, đã đến với kênh Trái 50 Lóc. Hôm nay trời mưa, mình không có quay được nha các bạn. Mình để cho các bạn xem cái video ở nhà mình mới vừa xảy ra đây nha các bạn. Một cơn gió rất là lớn. Giờ các bạn hãy chờ xem video của mình nha. Mưa rất là lớn nha các bạn. Wow, trời gió luôn, trời ơi quá trời luôn. Tiếp rồi nhảy cái đều rồi bạn ơi. Nè các bạn, cái điều nãy nó rẫy gió gãy nè các bạn, gió lớn gãy nè, khiếp, còn gió hết thần luôn các bạn, nó te tu hết trơn rồi nè, nè, cây điều rất là to nè, vậy nó gãy ra nè, đây mình đi tham quan những cái tổn thất nha các bạn coi, trời ơi, muốn đập vô chiếc xe, muốn hư luôn chiếc xe nè. Cái điều này rất là lớn, điều này lâu năm nữa các bạn. Các bạn gãy nè. Cây chuối nữa. Đập vô cây chuối, hư cây chuối rồi. Đó. Này ta, chắc năm sau không có điều ăn rồi. Cái này nó cũng gãy nữa các bạn. Nó đập qua cái này nó cũng ảnh hưởng theo nè. Như vậy. Cái nhánh này nè. Cái nhánh này nó ấy nè bạn. Vậy nó rớt đây nè. Rồi cái này nè các bạn. Này nó cũng gãy nữa nè. Ôi. Gãy quá trời luôn rồi, cây này gãy cưa nó rồi. Trời ơi, nó đập bình rẫy người ta nữa rồi bạn ơi. Ờ cái nè, gãy nữa. Trời ơi. Chịu luôn. Đó. Một con gió rất là lớn các bạn. Đi ra là lốc xoáy á nè, điều nó gãy mà nó văng qua bên kia luôn nè, nè. Chưa trời ơi chơi chọi cái điều luôn, nó quăng bên đây đó rồi, cái kia không gãy nữa, bên ta nó gãy nữa rồi bạn, rồi cái này nó gãy ngang chọi luôn nè, ồ nó quăng xuống đây luôn nè bạn ơi.
bạn. Trồng cây lâu năm nó cũng mệt lắm. Đây này, trời ơi, mình cũng rẫy mình à, tới mấy cây luôn rồi chỗ này. Cây này gãy nữa rồi nè. Gãy hết rồi. Trời ơi, rớt xuống rồi bạn ơi. Nhánh này hết thần luôn. Đập bể tiêu luôn. Đây nè các bạn. Trời ơi, xong rồi. Còn cái da lủng lẳng. Điều này là ba mấy năm nữa các bạn. Trời ơi, đợt này là toan rồi. Toan rồi bạn ơi. Đây nè, đập bên đây nè. Gãy sạch hết luôn hả? Trời ơi bạn ơi, không còn cái nào hết luôn. Cái này bạn, trồng còn mấy cái điều này nó dày là xong luôn rồi. Cây cái này nè bạn. Trời ơi, cái này dữ nhất chóc gốc luôn rồi bạn. Trời ơi cái này. Trời ơi, chóc gốc luôn, cây này không gãy mà nó chóc gốc luôn, cũng cưa luôn. Cây này là mấy chục năm, 30 năm rồi nha các bạn. Cây này gãy luôn. Trời ơi, là bộ gốc luôn bạn. Còn cái này nữa nè. Trời ơi. Trời ơi, nó gãy nữa. Cái cây ngay chỗ đó còn cưa luôn rồi hả? Cây đó cưa, cây đó đã bỏ rồi, khỏi nó cũng gãy đó, cây này. Nè bạn. Gió nó chỉ qua chừng 5 phút thôi bạn, mà nó làm ghê các bạn. Bên ta nè, nó đập qua bên rẫy mình nè các bạn. Ôi, chơi trọi luôn rồi. Trời ơi, kiểu này là sang năm là không có điều lụm rồi con ơi. Ổn thất biết bao nhiêu rồi đó. Cho nên bạn, gãy còn mấy cây thì không còn cái nào hết. Ơi nè, đây nè bạn. Trời ơi, còn đâu, cái này nó đẩy một phát kỹ tới đây luôn rồi, gãy hết luôn rồi. Ừ. Cái này bạn, trời ơi, nó bự này. Đập này. Chết cây tiêu nữa. Năm sau không có ấy à, không có điều lụm rồi các bạn. Gió gì đâu mà nó lớn, nó như là lốc xoáy các bạn. Nó lùa qua một phát là cây cối ngã hết trơn luôn. Rồi các bạn, cây này cũng vậy luôn. Cây này gãy rồi, cây này cũng nhỏ nhưng mà nó cũng gãy luôn rồi. Ôi, thiệt là buồn các bạn, trồng mấy cái điều này thì chủ yếu là ăn trái thôi, cũng mấy bao nhiêu trái mà nó đập hư hết trơn rồi. Gãy ngang luôn rồi. Gió gì đâu mà gió dữ dằn đó, nó mạnh không bạn. Chóc gốc rồi gãy ngang rồi thì cũng buồn luôn các bạn. Cây này nó gãy không nổi, nó gãy không được nên nó ngã luôn gốc.
quá trời luôn. Đây là cái điều nhỏ này nó cũng cong luôn rồi, nó quằn xuống nè. Coi nè, tập vô cái bơ đó các bạn. Bự nó xé luôn, gãy tập xuống. Ở bên kia nữa các bạn, đó đó, rễ người ta rồi. Gió rất là mạnh, tiêu thì gãy. Lên cây video mình đến đây đã kết thúc nha các bạn. Thật là buồn nha các bạn. Nào là thiên tai nó ập đến bất ngờ quá các bạn. Nào là điều gãy rồi ảnh hưởng tới tiêu rồi kia các bạn. Nào là Covid-19 nữa các bạn, nó ập đến như năm nay nó có nhiều thứ để rất là buồn. Không biết rồi sang năm rồi mình có thu hoạch biết được còn gì không. Tiêu với điều nó gãy trơn các bạn. Là buồn các bạn. Thôi mình kết thúc video mình ở đây nha các bạn. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký nhấn chuông cho mình nhiều nhiều để cho mình có động lực mình làm video hay hơn nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.